Hello anh em, hôm nay là ngày 12 tháng 8 của năm 2024 ha. Đây là lô cây sù Singapore em làm rễ ha. Được một tuần lễ nè anh chị. Em cắt gia bôi thuốc vào ngày 5 tháng 8 năm 2024 thì hôm nay nó được một tuần nè anh chị. Thì mỗi ngày mình làm được 200 mấy cây, nếu mình làm một mình thì lô cây này em định định mức là ngày 5. Bắt đầu ngày 5 em làm. Đây là lô cây 1.000 cây ha. Thì thời gian mà làm rễ từ ngày cắt gia bôi thuốc cho đến ngày làm rễ thì tầm 15 đến 20 ngày là đạt bộ rễ từ 2 cm đến 3 cm ha. Có cây thì nó chậm hơn, có cây thì nó ra dài hơn. Đó thì mình thấy lấy bình quân là 2 cm. Thì thời gian làm rễ, bắt đầu làm rễ thì anh chị cắt gia bôi thuốc là bôi thuốc nguyên chất vô giá thể ẩm, chấu sơ dừa, chấu 30%, sơ dừa 70%. Vậy đây là tháng mưa ha, tháng mưa thì cần độ thoát nước tốt cho cái chậu của mình. Thì tháng này chậu á thì anh chị làm nên làm là chậu C8, còn tháng nắng là phải chậu C9, chứ chậu nhỏ quá là không đủ độ ẩm, với thứ hai nó nóng rễ á, là nó không có ra, nó bị dập rễ đó. Thì tháng mưa thì mình cần cái chậu hơi nhỏ chút xíu là chậu C8, cần độ thoát nước ha. Thì đặc tính của thuốc đó là hữu cơ cho nên là nó mát cây, nó không bị si cây trong lúc anh chị làm ra rễ, làm rễ á không bị si cây, độ xanh nó bền và cây phát triển rất là thọ đó. Thì tầm 15 hoặc 20 ngày em sẽ kiểm tra rễ cho anh chị xem ha. Đây là giống mai sù Singapore. Thì anh chị trong thời gian làm rễ thì phải cần nhất là phải giữ ẩm ha anh chị. Anh chị thấy cái giá thể của em không? Đó. Nếu mà nắng suốt á, thì anh chị cần phải tưới nước ha. Cần phải tưới nước. Còn nếu mà mưa á, thì anh chị xem cái giá thể của mình, nếu mà nó khô là mình phải tưới. Cần nhất là giữ ẩm như vậy. Đó. Anh chị thấy nó tươi tốt vẫn bình thường ha anh chị ha. Nhưng mà lá là nó sựng lại, cái biểu hiện của thuốc nó đã thấm đó. Thì nếu như anh chị để ngoài nắng, ngoài mưa, mà sau khi làm rễ được 3 ngày mà nó có mắc mưa đó, là buộc lòng phải pha 0,5cc cho 1 lít nước mình tưới. Và đến khi 10 ngày là mình tưới 1 lần nữa ha. Còn nếu mà không mưa, anh chị làm không mưa thì để đúng 10 ngày mình tưới luôn 1 lần. Cũng pha 0,5cc mình tưới. Thuốc này thì anh chị yên tâm là vấn đề chỗ là hạn sử dụng của nó là 3 năm đó, hạn sử dụng là 3 năm còn vấn đề mà tưới thì thuốc của em là tưới tất tần tật cho tất cả các loại cây ha. Thì cây làm rễ nè, thí dụ như mình làm rễ cho đến nó đạt bộ rễ rồi, nó rễ nó hơi vàng, nó to á, thì anh chị tăng liều lượng lên ha, mình tưới trường kỳ thay thế cho dòng phân luôn. Đó. Còn những cây phôi thì bắt đầu trồng thì mình pha 2cc cho 1 lít nước. Còn những cây mai mạnh khỏe như vậy, cây phôi mạnh khỏe rồi á, như vậy nó ra được 2 cơ đọt, 3 cơ đọt thì mình sẽ tưới 3cc. Và anh chị lưu ý không nên pha chung các loại dòng thuốc khác. Vì đây là dòng thuốc đầy đủ chất tất cả các dinh dưỡng rồi, anh chị không nên pha chung. Nếu pha chung thì nó sẽ tăng nồng độ lên. Cái thứ hai nữa là nếu anh chị pha chung thì anh chị cũng đâu có biết dòng thuốc nào là hay. Vì đây là dòng thuốc đầy đủ các thành phần chất dinh dưỡng, nó tích hợp lại thì anh chị làm mai nó sẽ cho cây mai rất là tươi tốt và khỏe. Khi anh chị tưới vô là nó kích đọt, kích chồi, xanh lá, dày lá và đi rễ. Đó, cũng như anh chị thấy cây mai phôi của em tàn, cây này là 40 hoành, trồng được 3 tháng nè anh chị, tàn chi chích dày đặc luôn anh chị. Là em dùng thuốc kích rễ bên em và kích chồi. Đó, đây là thực tế ha. Và vườn mai của em là em trồng mai phôi rất là nhiều, có những cây em chưa đến thời điểm để khui đế, em chủ yếu là làm đế trước. Đó, đây là những cây mai phôi ha, rất là nhiều anh chị, chứ không phải là riêng một hai cây ha.
Còn mai sù Singapore thì từ làm rễ cho đến mai con thì cũng rất là nhiều ha, ở bên đó. Đó. Anh chị thấy nó xanh lá, dày lá, tốt trong cái thời gian mà mình làm rễ ha. Nó sừng đọt, nó cứng lá là nó thấm thuốc đó anh chị. Đó. Thì sau 20 ngày hoặc 15 ngày em sẽ cho anh chị xem ha. Rồi, em mến chào anh chị ha. Có anh chị nào do lô thuốc kích rễ thì cứ alo cho em 0765034579 để em hướng dẫn tận tình để làm cho cây mai của mình nó có bộ đế đẹp và bộ tàn đẹp ha. Mến chào anh chị, chúc anh chị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công mới trong năm 2024.